Xe đạp thể thao Vít xin chào các anh chị Video này số kiểm tra chiếc xe đạp đua Sava X9 7020 để gửi cho anh Hoàn ở Nam Định Vâng, với Sava X9 thì hiện hãng đang ra rất nhiều phiên bản Trong đó có bản Sava X9 7020 đây Còn có, có bản cực khủng nữa, đó là sử dụng bộ chuyển động điện anh chị nha Và đặc biệt hãng Sava tặng tới người dùng Việt rất nhiều tiền tại thị trường Việt Và với Sava X9 cấu hình full carbon cao cấp và sử dụng Group Shimano 105 R7020 phanh đĩa dầu với cấu hình này thì hãng Sapa đang bán trên thị trường thế giới là khoảng 40 triệu trên một xe và riêng ở Việt Nam thì hãng Sapa đã tặng tới người dùng hơn 10 triệu rồi và Sapa 9 chỉ còn 29 triệu 900 ngàn và đặc biệt đến với shop anh chị sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà anh chị dù anh chị ở bất cứ nơi đâu số vẫn người mang xe đến tận nhà cho anh chị nhận xe tại nhà thanh toán tại nhà và trở lại với chiếc xe đạp đua của anh Hoàn ở Nam Định thì anh đặt chiếc Sava X9 7020 màu xanh dương đổi màu xài 44 đây và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra cùng giới thiệu nhanh tới anh chị cấu hình của Sava X9 này và toàn bộ thông tin chi tiết thì shop đã đăng tải trên web cùng với giá của xe anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe quần giống tỏi hôm nay bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được anh chị ạ. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe Size 9 có hai size đó là size 44 và size 47 cùng với 4 màu. Đây là màu xanh dương đổi màu có màu đen, màu đỏ và màu bạc titan tuyệt đẹp thiết kế tổng thể đó là khí động học anh chị thấy một chiếc xe đạp thể thao cao cấp mà được làm rất là gọn đây vâng tổng thể của xe được làm rất là gọn đây bởi đây là thiết kế khí động học và đạt chứng chỉ UCI của liên đoàn xe đạp thể thao thế giới tem đã được dán trên khung và trên phuộc của xe anh chị ạ cấu hình là full carbon gồm khung phuộc cọc in tay lái vành bằng carbon cáp âm toàn bộ trong tay lái và âm trong khung tay lái bằng carbon đầu liền cá mập vành carbon cao 5 cm lan hò bằng thép và sử dụng cặp đùm Shimano đĩa phanh thả nút Continental Ultra Sport 700 x 25 xe cùng bộ chuyển động Shimano 105 với tay đề số Shimano 1 R7020 2 x 11 tốc độ tay đề nắc kiểm soát phanh dầu và củ phanh dầu Shimano 105 R7070 ra ban via tức là nơi xuất xứ anh chị nha gạt đĩa đùi đĩa Shimano 1 này 5 R7000 gạt lip Shimano 1 này 5 r 10.000, thả 11 tầng cùng với hai đĩa, sử dụng xích camera xe. và 22 tốc độ chạy bộ chuyển động đồng bộ như này, rất bền bỉ, rất ổn định và với một cấu hình cực vip như này và giá chỉ có 29 triệu 900 ngàn anh chị thấy đã cực cháy vậy ạ hiện đang có rất nhiều đúc đồ cho Sava X9 như Shimano Tida 407 1 5 R7000 1 này 5 R7020 1 5 R7170 D2 tức là chạy rút điện hay Ultera R8170 D2 tức là chạy rút điện Sapa X9 đều có anh chị nha và có rất nhiều lựa chọn dành cho anh chị khi đến với shop và chắc chắn rằng anh chị sẽ mua được xe dù anh chị ở bất cứ nơi đâu shop vẫn có người mang xe đến tận nhà cho anh chị nhận xe tại nhà thanh toán tại nhà ngoài ra anh chị đến với shop không những mua được xe mà mua thêm những đồ chơi phụ kiện rất đa dạng như đèn còi đèn hậu mũ quần áo Vâng, rất đa dạng để trang bị cho mình cũng như cho xe hoàn hảo có những chuyến đi cực trải nghiệm thật là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com.